Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đeo chéo để đựng điện thoại hoặc là một số phụ kiện cá nhân xinh xắn như thế này Mình có trang trí nhiều họa tiết cho phần thân túi Đây là bên trong thân túi nè Đủ rộng rãi để mình có thể để nhiều phụ kiện vào bên trong và khóa lại Cái mẫu túi này các bạn cũng có thể sử dụng cho trẻ nhỏ cũng được Mình sẽ làm theo dạng ba lô đeo ở phía sau vai ha Và mình cũng có thể tăng giảm size và phối màu tùy thích để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len nhung mèo và kim 4.0mm Do tính chất của sợi len này khi mà mình móc lên cái mũi móc nó hơi khó thấy Mình sẽ kèm theo công thức ở bên dưới để các bạn dễ dàng theo dõi hơn ha Đầu tiên cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Khi có được một nút rồi từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 13 mũi móc Đây là hàng đầu tiên nha 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Ta sẽ được một cái độ rộng của phần thân trước túi. Những bạn nào mà muốn cho phần túi của mình nó to hơn thì các bạn có thể canh chỉnh cái xích này cho nó rộng hơn hoặc là nhỏ hơn một tí ha. Hàng móc kế tiếp ở cái chân móc thứ 13 ta sẽ không móc vào đó mà các bạn đâm kim vào chân móc thứ 12, móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn đầu tiên nè, và mũi móc đơn thứ hai. Để tiện cho việc nhận biết được mũi móc cuối cùng của hàng kế tiếp thì mình sẽ đánh dấu vào chân đầu tiên của cái hàng này. Còn lại 11 chân móc thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. tương tự cho mình cho đến cuối hè. Như vậy là hàng này mình sẽ tạo ra được 13 mũi móc đơn. 13 mũi này sẽ tạo ra 13 chân cho hàng móc kế tiếp. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba này cũng làm tương tự như cái hàng móc thứ hai, Chân đầu tiên cũng móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta cũng đánh dấu cho mình vào cái chân đầu tiên. Các chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Cái chân mà mình đánh dấu đầu tiên của cái hàng phía dưới nó sẽ là chân kết thúc của cái hàng này ha. Móc vào đó một mũi móc đơn luôn. Hàng này mình sẽ hoàn tất và tạo ra được 14 mũi móc đơn. 14 mũi này tạo ra 14 chân cho hàng kế tiếp thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ tư này cũng làm tương tự như hàng móc thứ ba, các bạn cũng móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và ta cũng đánh dấu vào cái chân đầu tiên đó để mình xác định được điểm cuối cùng của hàng kế tiếp ha. Thì cái việc đánh dấu này đối với những bạn nào mà khó thấy mũi móc thôi. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì điểm cuối cùng của hàng này cũng là điểm đầu tiên của hàng phía dưới ha. Móc vào một mũi móc đơn nè. Ta hoàn tất được hàng móc thứ tư tạo ra tổng cộng là 15 mũi móc đơn. Tiếp tục đến cái hàng móc thứ năm. Hàng móc thứ năm thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ năm này mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa, tức là chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi móc đơn chứ không cần phải móc hai mũi móc đơn ha. Móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn và móc tương tự cho đến hết hàng. Đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên nè. Sau đó móc đến hết hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc, hàng này mình sẽ có tổng cộng là 15 mũi móc đơn bằng với số mũi móc của cái hàng móc phía dưới ha. Hàng kế tiếp móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ sáu này làm tương tự như hàng móc thứ năm, mỗi chân móc một mũi móc đơn, tức ta sẽ có 15 mũi móc đơn vào 15 chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. các bạn sẽ để ý cho mình nè ta có hai hàng móc móc đều không tăng mũi thì kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai hàng móc tăng mũi thì móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng tăng mũi của mình thì chân đầu tiên sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc nó tương tự giống như hàng thứ hai thứ ba và thứ tư á tăng mũi rồi nè thì các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn ha Và nhớ đánh dấu vào chân đầu tiên để mình phân biệt mũi nè Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta có một hàng móc tăng mũi rồi. Ngược 16 mũi móc đơn cho cái hàng móc này. Hàng móc kế tiếp móc lên một xích, quay ngược đầu móc và tiếp tục làm thêm cho mình một hàng tăng mũi nữa. Hàng tăng mũi thì chân đầu tiên sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn ha, móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Như vậy là ta vừa hoàn tất được hai hàng móc tăng mũi liên tiếp với nhau. Và các bạn để ý cho mình nè. Hai hàng móc này tăng mũi, bên dưới của nó là hai hàng móc mình không tăng mũi nè tức là móc đều thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình lên một xích quay ngược đầu móc lại hai hàng kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi tức là mỗi chân móc một mũi móc đơn mình sẽ móc xen kẽ ha hai hàng không tăng mũi sau đó là hai hàng tăng mũi hàng không tăng mũi thì móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn còn hàng tăng mũi thì mình sẽ móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc mình có để công thức của các hàng móc còn lại trên màn hình ha các bạn sẽ thực hiện cho mình cho đến khi mình đạt được hàng thứ 29. Cái hàng mũi xích đầu tiên mà mình gây nên là một hàng móc thì mình đã hoàn tất được 29 hàng móc rồi nè. Thì cái hàng thứ 29 của mình sẽ là một hàng đều nhau và không tăng mũi nè. Tiếp tục hàng thứ 30 các bạn sẽ giảm mũi cho mình. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc giảm mũi thì mình sẽ giảm một mũi ở đầu hàng móc và một mũi ở cuối hàng móc. Thì để giảm mũi ở đầu hàng móc, các bạn sẽ móc cho mình bỏ qua chân đầu tiên. Và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình đã giảm đi được một mũi móc. Đánh dấu vào cái chân đầu tiên này. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình chưa ra hai chân móc cuối cùng ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến hai cái chân móc cuối cùng thì ở đây mình cũng giảm mũi, các bạn sẽ chụm cho mình hai chân cuối cùng này lại thành một chân ha. Mình sẽ đâm kim vào chân kế cuối, sau đó kéo len. Trên kim được hai đường móc tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng và kéo len. Trên kim được ba đường móc thì kéo len qua hết ba đường trên kim. Như vậy là hai chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên. Móc lên một xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ cái phần thân này. Để viền thì mình sẽ viền cái cạnh bên này trước. Các bạn móc cho mình vào cái chân của cái mũi chậm cuối cùng mà mình vừa móc. Là cái chân này ha, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân của mũi viền đầu tiên đó. Lúc này để ý ở cái phần thân của túi bên này nè, mình sẽ có các cái chân móc của mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào các chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế B nè, một mũi móc đơn. Kế tiếp là một mũi móc đơn nè. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cái đỉnh phía trên ha. Ta đã viền lại được cái phần thân rồi nè. Sau khi đã viền được đến cái chân móc đầu tiên của cái xích đầu tiên mà mình gây nên, tức là cái phần miệng túi bên trên nè, thì cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đó 3 mũi móc đơn. Vào cùng một chân móc ha. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Ta sẽ tạo ra được một cái bò góc như thế này. Tiếp tục sẽ là các cái chân móc của hàng xích mà mình gây nên đầu tiên thì mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái đầu bên cạnh. Thì đầu đó mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó di chuyển kim tiếp tục đến cái phần viền bên này và cũng có các cái chân móc nè. Mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn tương tự như cái phần viền mình vừa viền. Viền đến cái điểm đánh dấu màu đỏ này thì điểm này cũng móc 3 mũi móc đơn và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mình đánh dấu màu vàng. Sau khi đã móc được hết cái phần viền, đến cái chân móc cuối cùng cũng là chân mà ta móc mũi móc đơn đầu tiên ở phần viền, thì chân đó các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào đó. Sau đó tháo kim đánh dấu ra và móc vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên ta viền, là cái chân mình đánh dấu á, móc vào đó một mũi dời, thì các cái góc kia mình móc mỗi góc là 3 mũi móc đơn ở đây mình chỉ móc hai mũi móc đơn thôi các bạn sẽ tính luôn cho mình cái chân móc của mũi dời kết thúc cái hàng này nè nó là một chân móc thì mình cũng có ba chân móc để lát nữa mình nẹp cái phần thân ha tiến hành cắt len thì mình sẽ hoàn tất được phần thân móc cho mình thêm một phần thân tương tự như vậy sau đó mình sẽ móc cái phần thân hông nè phần thân hông thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo sợi lên dài nè Đối với phần thân hông này móc lên cho mình một dây móc xích dài 10 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Được 10 mũi móc rồi ta sẽ có được cái độ rộng của cái phần thân hông. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó móc vào chân thứ 11 mũi móc đơn. Phần thân hông thì mình sẽ móc đều, dễ dàng hơn là cái phần thân trước. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mỗi hàng móc mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân móc ha. Móc tương tự cho đến hết hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng ta được 10 mũi móc đơn, tạo ra 10 chân cho hàng tiếp theo thì hàng tiếp theo móc lên một xích, quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ làm tương tự như hàng móc mình vừa móc mười chân móc này mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đến cuối hàng tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại Hàng này cũng làm tương tự như hàng bên dưới, mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Mỗi hàng móc mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân móc. Móc tương tự cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 78 hàng mũi móc đơn. Sau khi đã hoàn tất cho mình được 78 hàng mũi móc đơn rồi thì tiếp tục các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền mũi đơn xung quanh cái phần mà mình vừa tạo ở đây thì cách viền tương tự giống như là viền thân trước sau nè mỗi góc thì mình cũng móc 3 mũi móc đơn ha và đến cái góc kết thúc thì mình sẽ móc 2 mũi móc đơn thôi móc thêm mũi dời vào đó để cái chân của mũi dời đó mình tính là một mũi móc luôn ha sau đó mình sẽ tiến hành khâu cái phần thân hông với hai bên thân trước lưu ý đối với phần thân hông khi cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu một bên thân hông lại ha xỏ sợi len vào trong kim khâu ở cái điểm mà mình vừa kết thúc của phần thân hông nè cái chân của mũi dời đó mình cũng được tính là một mũi khâu luôn thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái mũi dời kết thúc đó trước đâm từ trong ra ngoài nè đây là được tính là một mũi khâu đầu tiên hả Phần thân trước thì ở đây mình có 3 mũi móc đơn móc vào cùng chân móc thì các bạn sẽ tính cho mình hai mũi móc đơn kế bên này. Hai mũi móc đơn này là hai mũi rồi nè. Tiếp tục trừ thêm hai mũi nữa thì mình sẽ bỏ qua được 4 mũi móc. Và mình sẽ bắt đầu khâu từ cái chân thứ năm này ha. Để ý ở một chân móc nó sẽ có hai đường móc, mình sẽ khâu ở cái đường bên trong nha. Và để khâu dễ dàng hơn các bạn sẽ quay cho mình cái phần thân lại mình sẽ đâm kim liên tiếp vào hai cái chân móc song song với nhau và đều đâm kim vào cái đường nằm ở bên trong nhé của phần thân trước với phần thân hông nè kéo lên sau đó tiếp tục đâm kim từ thân trước ra thân hông nè đều đâm kim vào đường móc nằm ở bên trong kéo lên các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng và mình sẽ khâu thêm cái mặt còn lại tương tự như vậy. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái form túi như thế này. Ban đầu bên này mình chừa ra 4 mũi móc đâm kim vào chân thứ năm thì khi kết thúc ở bên này mình cũng chừa ra được 4 mũi ha. Bây giờ mình sẽ móc trang trí chân và tay. Đối với phần chân các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 6 mũi móc 1 2 3 4 5 và 6. Được 6 mũi rồi mình sẽ đâm kim vào chân thứ 5. Móc vào chân thứ 5 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên. Còn bốn chân móc kế tiếp thì ba chân liên tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. được đến chân móc cuối cùng thì ở cái chân móc cuối cùng này sẽ móc cho mình 6 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân cuối cùng này móc 6 mũi móc đơn nè. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Có được 6 mũi móc đơn rồi mình sẽ quay kim đến cái chân của hàng móc xích thì mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc xích liên tiếp. Móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai vào chân móc thứ hai. Khi móc nhớ dấu len nhé. Và mũi móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Còn lại một chân cuối cùng thì cái chân này, ở đây mình đã móc được hai mũi móc đơn đầu tiên rồi nè, tiếp tục móc cho mình thêm bốn mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng đó. Cũng là chân mà ta móc hai mũi móc đơn đầu tiên á móc tiếp vào đó 4 mũi nè. Như vậy là chân này mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn ha, bằng với cái đầu còn lại rồi. Thì để kết thúc được cái vòng này, ta đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu đầu tiên á, là chân của mũi móc đơn đầu tiên ha. Tháo kim đánh dấu ra. Sau đó đâm kim vào đó móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. hàng móc thứ hai của cái phần chân các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc móc vào đó một mũi móc đơn đánh dấu vào chân này ha được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc kế tiếp sẽ là ba mũi móc đơn mỗi chân móc chân thứ hai nè móc đơn thứ ba vào chân thứ ba chân kế bên sẽ là cái chân đầu tiên của 6 mũi ta móc vào cùng chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình ba cụm một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc ta có được cụm đầu tiên nè tiếp tục cụm thứ hai một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc ta cụm thứ ba một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc thì ba cụm này cũng nằm ở sáu chân móc mà ta móc vào cùng một chân ở hàng phía dưới ha kế tiếp thì là ba chân mỗi chân một mũi móc đơn lúc này mình còn lại bốn chân móc thì bốn chân này các bạn sẽ tạo cho mình hai cụm một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc ha một móc đơn nè sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm đầu tiên hai chân cuối cùng cũng tạo ra một cụm một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai và kết hợp với cái cụm đầu tiên mà mình móc thì mình cũng có ba cụm móc cho cái phần này ha tháo kim đánh dấu ra sau đó đâm kim vào đó móc một mũi dời móc lên một xích phần chân của mình sẽ hoàn tất ở hai hàng móc có được một cái độ rộng này rồi hai hàng móc kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn cho mình chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi giờ kết thúc của hàng phía dưới sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng móc ha mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó sẽ móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như vậy nữa cho phần thân giày của mình nó cao lên sau khi đã hoàn tất cho mình được hai hàng móc đều nhau không tăng mũi nè hàng kế tiếp các bạn móc cho mình sáu chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn chân thứ hai nè chân thứ ba chân móc thứ tư chân thứ năm và chân thứ sáu có được sáu mũi móc đơn vào sáu chân móc rồi thì các bạn sẽ móc cho mình sáu mũi chậm liên tiếp mũi chậm tức là mình sẽ chậm hai chân móc lại thành một chân ha thì cách chậm như sau nè Ta đâm kim vào chân kế bên Kéo len qua chân móc Sau đó tiếp tục giữ nguyên vị trí này Đâm kim vào chân kế tiếp Kéo len qua chân móc và kéo qua ba chân trên kim Như vậy là hai chân phía dưới mình chụm lại được thành một chân bên trên Làm tương tự cho mình cho đến khi mình được sáu cái mũi này liên tiếp ha Mũi thứ hai nè Đâm kim lần lượt vào hai chân liên tiếp Kéo qua ba chân trên kim Tiếp tục mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm và mũi chậm thứ sáu có cho mình được 6 mũi chậm liên tiếp rồi mình sẽ còn lại 6 chân móc 6 chân móc đó mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm và mũi thứ sáu kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì phần dây của mình nó sẽ có cái độ bo lại ở đỉnh dây ha hàng kế tiếp móc bốn chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn một hai ba và bốn được bốn mũi móc đơn vào bốn chân liên tiếp rồi thì móc cho mình năm mũi chậm liên tiếp, mũi chậm đầu tiên nè, mũi chậm thứ hai, mũi chậm thứ ba, mũi chậm thứ tư và mũi chậm thứ năm. Còn lại bốn chân thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Mũi đầu tiên, móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len phần chân của mình hoàn tất và bây giờ mình sẽ móc phần thân chân bên trên vòng này hoàn tất thì mình sẽ còn lại được 13 chân móc thay cho mình sợi len màu xanh ra phía sau ở phía sau của sợi len thừa đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới kéo sợi len màu xanh qua chân móc Móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình còn 13 chân thì móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc đều nhau như vậy cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 9 hàng móc cho phần thân chân ha. Ta sẽ hoàn tất được phần thân chân như thế này thì cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài và mình sẽ làm phần tay. Phần tay thì tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi dời ta hoàn tất được vòng đầu tiên vòng đầu tiên có 6 mũi móc tạo ra 6 chân cho vòng kế tiếp thì móc lên một xích 6 chân này mỗi chân móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi dời kết thúc hàng phía dưới ha hai mũi móc đơn nè tương tự cho năm chân còn lại luôn Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng móc 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ 5 móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Ta hoàn tất được vòng thứ hai. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Phần tay nó đã có được cái độ rộng như thế này rồi thì hàng kế tiếp cũng tăng cho mình ha. Và hàng kế tiếp móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân đầu tiên là chân mình móc buổi giờ kết thúc vòng phía dưới nha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Một móc đơn, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Thì đối với những cái họa tiết vòng tròn trang trí ở phần thân trước của túi á, các bạn cũng móc cho mình tương tự theo công thức mà mình đang móc ở phần tay ha. Và muốn tăng cái độ rộng cho cái phần trang trí các bạn có thể móc thêm cho mình hàng móc kế tiếp là hai mũi đơn xen hai mũi đơn cùng chân móc, sau đó là ba mũi đơn mỗi chân xen hai mũi đơn cùng chân móc ha, làm sao cho cái phần trang trí của mình nó có cái độ rộng vừa phải. Đối với phần trang trí của mình sẽ sử dụng len miêu cotton để trang trí ha. ba hàng móc của mình hoàn tất thì ta sẽ tạo ra được cái độ rộng của phần tay rồi hai hàng móc kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn móc tương tự cho mình hàng này cho đến cuối vòng sau đó thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa ha khi đã hoàn tất được hai hàng móc đều không tăng mũi thì hàng kế tiếp mình sẽ giảm cái độ rộng của phần tay này Móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó hai chân móc kế tiếp sẽ chụm thành một mũi. Cách chụm tương tự giống như cái chụm ở phần chân ha. Ta được một cụm như thế này. Các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ được tổng cộng là 6 cụm ha. Cụm thứ hai nè, một mũi đơn. Sau đó là hai chân chụm mũi. Tiếp tục cụm thứ ba. cụm thứ tư cụm thứ năm và cụm thứ sáu cũng nằm ở ba chân cuối cùng ha kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên nè móc một mũi dời như vậy là độ rộng của phần cánh tay của mình đã được thu nhỏ lại rồi ta sẽ còn lại tổng cộng là 12 chân móc các bạn cắt len sau đó móc thêm cho mình khoảng tầm 8 cho đến 9 hàng móc thay màu ha sau khi đã hoàn tất cho mình được chân và tay các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong sau đó mình sử dụng cái đoạn len mà mình cắt dài á khâu cho mình vào trong thân túi công thức móc những cái họa tiết nhỏ này mình có để ở trên màn hình ha làm tương tự giống như phần cánh tay Mặt sau móc cho mình một hàng móc với 3 mũi móc đơn ở mỗi hàng như thế này, sau đó mình sẽ khâu ở bên thân sau để mình sách cho dễ nè. Sợi dây đeo thân hông các bạn cũng canh chỉnh cho mình độ dài cho phù hợp ha. Miệng túi thì khâu một cái nút hít dạng khâu nè để mình khóa lại phần miệng túi. Mẫu này thì ở phía sau các bạn cũng có thể gắn cho mình 3 điểm để mình làm dây đeo ba lô cho bé cũng được ha, để phụ kiện đi học cũng rất là dễ thương khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công